Ok anh em, thì có nhiều anh em kêu rằng là kháng bết nó đang bị treo hay là không kháng được BM, quên không kháng được BM, thì hôm nay sẽ hướng dẫn anh em cách kháng thôi, thì vẫn công cụ cũ. Ở đây ví dụ mình có một con vía 902 mới kháng về đấy, anh em nhé, có một con vía sử dụng con vía 902 mới kháng về, kháng con này nó về từ hôm qua hôm kia rồi đấy, nhưng mà sao nó không hiện đây. Thì cách kháng ở đây chúng ta sẽ không bấm vào chỗ phần chất lượng sản phẩm cáo chúng ta kháng đâu, mà anh em bấm vào cái chỗ phần chúng ta sẽ kháng qua một cái link đấy, cái link này, cái link sẽ để dưới mô tả cho anh em. Thì chúng ta chọn thế thôi, cái kháng như này và chờ xem bao lâu thì nó sẽ về. Còn anh em bấm đây, anh em kháng trực tiếp ở chỗ chỗ chất lượng tài khoản cáo này thì đang có hiện tượng bị treo, thì anh em không kháng đây nữa, anh em kháng qua link để được Facebook hỗ trợ. Ok anh em, rồi ok anh em nhé. Thì sau khi kháng cái BM khoảng 3 tiếng đồng hồ thì nó về đây rồi. Đấy, anh em thấy không, đấy này, đấy, có quyết định đấy, tài khoản nó về luôn, BM của BM đây anh em nhé. Để anh em cứ kháng theo cách mình chỉ thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.